Mặc dù chăn nuôi cái con giòn này khá là dễ, nhưng bà con cũng phải tìm hiểu cũng như là học hỏi các cái kiến thức cơ bản nhất, để khi mà bà có bắt giống thì trang trại chúng tôi cũng có các cái hỗ trợ. Hiện nay trang trại tôi đang có giá bao tiêu giòn thương phẩm cho bà con là dao động từ 'Kênh Nông Thôn Làm Giàu'. Xin kính chào bà con. Chăn nuôi giòn sinh sản như thế nào để có được thành công? Rất nhiều bà con đã biết đến mô hình chăn nuôi đầy hiệu quả này, nhưng do chưa nắm rõ được kỹ thuật nuôi giòn sinh sản nên nhiều bà con chưa tự tin để bắt tay vào chăn nuôi. Kênh Nông Thôn Làm Giàu rất hiểu điều này, chính vì thế mà hôm nay kênh đã nhờ đến anh Thành, là chủ một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi giòn, sẽ chia sẻ đến bà con những kỹ thuật nuôi giòn sinh sản hiệu quả nhất. Nếu như bà con muốn đến tham quan trực tiếp mô hình này của anh Thành thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Xin kính chào quý bà con và các bạn. Tôi tên là Thành, chủ một chuỗi trang trại và bảo tồn các con động vật hoang dã khắp các tỉnh thành. Hôm nay đây tôi muốn chia sẻ từ quý bà con cùng tất cả những người chăn nuôi về các con động vật hoang dã này, về một trong những loài mà chúng tôi đang gây nuôi và đã mang lại những các cái giá trị kinh tế cao như rúi móc đại Trung Quốc, rúi má đào Thái Lan, con cầy vòi hương, con cầy vòi mốc, con treo treo và con giòn. Đặc biệt hơn là hôm nay tôi muốn chia sẻ từ quý bà con một trong những loài vật nuôi, đó là con giòn. Tại sao là cái con giòn này lại mang lại được cái giá trị kinh tế rất là cao, và nó lại giúp đỡ cho rất là nhiều bà con có thêm được công việc làm, cũng như là đã phát triển cái kinh tế của mình lên nhờ những nuôi con giòn này, thì mời bà con theo chân tôi để đi tìm hiểu cụ thể ra sao. Như bà con cũng đã biết qua rất là nhiều các cái kênh qua truyền hình, đã biết đến tôi là một trong những người chăn nuôi rất là thành công về những cái con động vật hoang dã này, và cũng đã giúp cho rất là nhiều từ các cái mô hình lớn như là các cái trang trại, cũng như là những các cái bà con nhỏ lẻ đã thành công trong cái lĩnh vực chăn nuôi này qua những các cái mô hình cụ thể và cũng như là các cái trang trại khắp các tỉnh thành của tôi. Thì hôm nay đây tôi xin chia sẻ tới quý bà con những các cái cách thức làm thế nào để chăn nuôi các con giòn này đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay tôi đã và đang sở hữu cho mình những các cái trang trại có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội, Liên Châu, Thanh Oai và Phú Thọ. Và ở trong miền Nam thì chúng tôi có Biên Hòa, Đồng Nai và Cần Thơ. Hôm nay đây tôi đang đứng cái phân trại tại Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội, và xin mời bà con theo chân tôi vào để tham quan cái mô hình trang trại Liên Châu, Thanh Oai nhà tôi. Đầu tiên đó là khâu thiết kế chuồng trại. Anh Thành cho biết chuồng nuôi giòn không quá phức tạp, bà con có thể tận dụng những chuồng nuôi cũ sẵn có cải tạo thành chuồng nuôi giòn. Bà con có thể lấy lưới mắt cáo hoặc lưới B40 tiến hành quây kín xung quanh, tránh cho con giòn leo trèo ra ngoài gây thất thoát con giống cho bà con. Ngoài ra, bà con có thể làm chuồng tùy theo đặc điểm vùng miền khu vực chăn nuôi của nhà mình, có thể làm trực tiếp dưới sàn hoặc làm chuồng kẽm bắt lưới. Để chăn nuôi cái con giòn này và cách làm chuồng ra sao thì bà con xin chia sẻ cho bà con cách làm chuồng của con giòn như sau. Thực tế là làm chuồng con giòn thì nó không có một cái gì là cái quá phức tạp. Bà con có thể tận dụng được những các cái ô chuồng cũ từ các cái khu chăn nuôi gà, vịt, heo, thì bà con có thể tận dụng và lấy các cái loại lưới mắt cáo hoặc các loại lưới B hoặc 340 là bà con có thể là quây kín lại để có thể bắt đầu chăn nuôi cái con giòn này rồi. Và cái chuồng của nó thì nó sẽ tùy theo cái mức độ bà con đầu tư để chúng ta sẽ làm những các cái ô chuồng. Với những các cái ô chuồng cơ bản như của nhà tôi đây, nó dao động vào khoảng 4m2, thì bà con có thể chăn nuôi được khoảng 2 bộ giòn, là nó dao động vào khoảng từ 6 đến 8 con giòn sinh sản ở trong đây. Để chăn nuôi cái con giòn này đạt cái hiệu quả thì bà con có thể làm các cái chuồng tùy theo các cái vùng miền của bà con. Ví dụ nếu như ở ngoài miền Bắc có những cái thời điểm rất là lạnh sâu xuống và có những thời điểm rất là nóng, thì bà con có thể là sẽ xây chuồng như của nhà tôi đây và làm trệt xuống dưới. Còn đâu với các cái khí hậu ôn hòa hơn và với nền nhiệt độ ổn định hơn giống như từ trong miền Nam cũng như là miền Tây, thì bà con có thể làm những các cái ô chuồng kẽm lưới, có thể làm các cái ô chuồng như đó và không cần xây nhà cũng được. Đấy là các cái mà tôi muốn chia sẻ tới bà con. Tiếp theo,
đó là vấn đề thức ăn cho giòn. Anh Thành chia sẻ, giòn là loài động vật hoang dã có sức đề kháng tốt, chúng có thể ăn được các loại rau củ như bí đỏ, bí xanh, ngô, khoai, sắn và hầu hết các loại rau. Một lưu ý nữa, đó là trong trường hợp giòn có hiện tượng đi phân lỏng hoặc rối loạn tiêu hóa, bà con có thể cho giòn ăn những hoa quả có chất chát như chuối xanh, búp ổi hoặc quả sung sẽ hỗ trợ ổn định lại đường tiêu hóa của chúng. Bản chất hầu hết tất cả các con động vật hoang dã thì nó có một cái sức đề kháng khá là tốt. Tôi được đánh giá khá là cao là cái sức đề kháng của các con động vật hoang dã khá là tốt. Trong đó có con giòn thì cái con giòn này chăn nuôi nó có thể ăn được rất là nhiều các loại rau củ quả mà người ăn được thì là con giòn cũng có thể ăn được. Để đạt được cái thành quả chăn nuôi con giòn thì bà con cũng lưu ý cho tôi, đó là cái bữa ăn chiều là bữa ăn rất quan trọng đối với giòn. Buổi chiều thì bà con nên chú ý là lên cho ăn những các cái tinh bột vào buổi chiều để cho giòn có một cái sự phát triển tốt nhất. Và có một cái điều mà khá là tuyệt vời, đó là nếu mà trong những cái trường hợp mà con giòn này nó có đi phân hơi lỏng hoặc là nó cái hiện tượng mà nó đang rối loạn tiêu hóa thì bà con có thể là lấy những các cái hoa quả chát như các loại chuối xanh, hồng xiêm xanh hoặc quả sung hoặc là ít cái búp ổi non chẳng hạn, bà con cho ăn thêm vào một cái là trong vòng 1-2 hôm là cái hệ thống tiêu hóa của con giòn này khá là ổn định lại. Trong chăn nuôi giòn này thì bà con cũng lưu ý cho tôi một điều, đó là con giòn nó có thể ăn được rất là nhiều các cái rau củ quả thì bà con cũng nên thường xuyên thay đổi các loại rau củ quả cho chúng trong vòng 2-3 ngày một để cho con giòn nó không quá nhàm chán cũng như là nó bồi bổ đủ các cái chất dinh dưỡng cho cái con giòn sinh sản của mình. Để chăn nuôi con giòn này không khó, tuy nhiên bà con không nên vì cái đó mà chủ quan trong quá trình chăn nuôi. Khi giòn đến thời kỳ sinh sản, bà con nên thiết kế cho chúng những hang giả bằng gạch men bên trong. Đó cũng là tập tính sinh sản riêng của chúng. Ngoài ra, khi chăn nuôi đối với những ngày thời tiết nắng nóng cao điểm, bà con có thể bổ sung nước điện giải cho giòn, giúp cải thiện sức đề kháng cho chúng. Để chăn nuôi con giòn thì nó không khó, nhưng chính vì cái lẽ đó, tôi cũng lên khuyên bà con rằng là không vì cái lẽ đó mà bà con lên chủ quan, bà con cũng lên tìm hiểu cách chăn nuôi giòn sinh sản thế nào để đạt cái hiệu quả cao nhất. Ví dụ như là khi mà chăn nuôi con giòn này, để cái tập tính của nó khi mà nó sinh sản tốt nhất thì là một đực vào mấy cái này, và khi mà nuôi giòn sinh sản thì bà con lên làm cho nó những các cái ô chuồng để khi mà đến mùa giòn giao phối nó có thể vào trong các cái khu, các cái ô hộp như của nhà tôi đây, chúng tôi ghép từ những các cái viên gạch men để cho chúng vào đó để sinh sản. Đó là một trong những các cái tập tính cũng như là cái đặc thù riêng của cái loài vật này. Mặc dù chăn nuôi cái con giòn này khá là dễ, nhưng bà con cũng phải tìm hiểu cũng như là học hỏi các cái kiến thức cơ bản nhất để chăn nuôi cái con giòn này. Các cái vấn đề về như kiểu là ghép phối với cả các cái kiến thức cơ bản chăm sóc con này để đạt các cái hiệu quả cao nhất. Trong khi chăn nuôi mà vào những cái thời điểm mà nắng nóng như những cái mùa hè và những cái ngày mà nắng nóng cao điểm thì bà con cũng lưu ý cho tôi một điều, đó là lên bổ sung thêm cho giòn những các cái nước uống điện giải thêm cho giòn, giúp cho giòn tăng cường thêm cái sức đề kháng trong những ngày mà thời tiết thay đổi cũng như là nắng nóng quá. Vừa rồi là những chia sẻ của anh Thành về những lưu ý khi nuôi giòn sinh sản giúp bà con chăn nuôi tốt hơn. Bà con nào còn thắc mắc thì có thể liên hệ với anh Thành, anh sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho bà con trong quá trình chăn nuôi. Thì cung cấp con giống cho bà con, trang trại anh Thành sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, hợp đồng bảo hành và bao tiêu con giống cho bà con yên tâm chăn nuôi. Ngoài ra, trang trại anh Thành cũng có đầy đủ trang thiết bị, chỗ ăn ngủ để bà con ở lại học tập và chăn nuôi, giúp bà con có những kiến thức nhất định trước khi bắt tay vào chăn nuôi con giòn này. Kênh xin chúc bà con chăn nuôi thành công. Một lần nữa, đó là tôi xin chia sẻ tới bà con, đó là khi bà con muốn tìm hiểu chăn nuôi các cái con giòn này thì lên đến các cái trang trại của nhà chúng tôi để tìm hiểu cũng như là học hỏi các cái kỹ thuật cơ bản. Khi mà bà con bắt giống thì trang trại chúng tôi cũng có các cái hỗ trợ, các cái về vấn đề về pháp lý cho bà con, và là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cái chính sách bảo hành cho bà con dài hạn, và thứ ba đó là các cái chính sách bao tiêu thời gian
từ 10 đến 15 năm để giúp đỡ cho bà con yên tâm để bà con chăn nuôi khi bà con có những sản phẩm chăn nuôi. Và một điều khá là quan trọng đó là khi mà ký hợp đồng như vậy thì chúng tôi có liêm yết cái giá rất là rõ ràng trên các cái hợp đồng của chúng tôi cũng như bà con, để đảm bảo cho bà con những cái mức thu nhập tốt nhất để bà con bắt tay vào chăn nuôi những con này. Hiện nay trang trại tôi đang có giá bao tiêu giòn thương phẩm cho bà con là dao động từ 1,2 triệu đến 1,6 triệu trên 1 kg.